Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày 3 tháng 7 năm 2024. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Vinicius nhận cái kết đắng vì chơi xấu. Vinicius bị treo giò tại vòng tứ kết Copa America thưa quý vị vì pha phạm lỗi với James Rodriguez ở trận hòa 1-1 giữa đội tuyển Brazil và Colombia. Tình huống này diễn ra ở ngay phút thứ 7 mà trận Brazil đối đầu với Colombia ở lượt cuối bảng D Copa America 2024 vào sáng nay. Sau khi bị James Rodriguez tâng bóng vượt qua, Vinicius đã chơi xấu với cựu cầu thủ của Real Madrid và Bayern Munich. Cụ thể, tuyển thủ Brazil đã vung tay vào mặt James Rodriguez, khiến tiền vệ 32 tuổi ngã vật xuống sân. Vì pha Innova với James Rodriguez trên, nên Vinicius đã bị trọng tài phạt thẻ vàng. Đây là lần thứ hai ngôi sao của Real Madrid dính thẻ vàng ở Copa năm nay. Trước đó, Vinicius bị phạt ở trận thắng Paraguay 4-1 tại lượt vòng thứ 2 vòng bảng. Như vậy, Vinicius sẽ bị treo giò ở vòng tứ kết vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Đây là tổn thất quá lớn với Brazil vì ngôi sao 23 tuổi đang chân sút chủ lực, cầu thủ có thể tạo ra đột biến lớn nhất trong đội. Không chỉ mất đi cầu thủ quan trọng nhất, Brazil còn gặp khó ở vòng tứ kết vì phải chạm trán Uruguay. Vì không thể đánh bại Colombia ở trận đấu sáng nay, nên Senegal sẽ gặp đội nhất bảng C, Uruguay ở vòng 8 đội mạnh nhất. Như đã biết, trong khi Brazil gây thất vọng chỉ vì giành được 5 điểm sau 3 trận vòng bảng với 1 thắng và 2 hòa, thì Uruguay toàn thắng cả 3 trận, ghi 9 bàn, chỉ để thủng lưới 1 lần. Toàn thắng và công thủ toàn diện, một đội hình đang cực kỳ thăng hoa, Uruguay sẽ trở thành thách thức rất lớn với đội bóng xứ Samba. Chính thức, MU hỏi mua De Ligt. Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Romano, trung vệ Matthijs De Ligt của Bayern Munich tiến gần hơn tới việc gia nhập Manchester United ở mùa hè 2024. Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Mr. Dầu Gội Đầu, Matthijs De Ligt đã được bật đèn xanh cho việc chuyển đến Manchester United sau khi câu lạc bộ thành Manchester tiếp xúc trực tiếp với đại diện của anh chàng này. Các điều khoản cá nhân không phải là vấn đề bởi người đại diện Pimenta chỉ đàm phán với Man United. Pimenta ưu tiên Man United là bến đỗ dành cho thân chủ của mình sau khi rời Bayern Munich. De Ligt hiện đang quan tâm đến dự án lâu dài của Manchester United. Dù cho ở mùa giải tới anh sẽ không được tranh tài ở UEFA Champions League mà chỉ được thi đấu ở đấu trường Europa League mà thôi. Bây giờ mọi chuyện tùy thuộc vào Quỷ Đỏ và Bayern Munich trong cuộc đàm phán về cơ cấu của thỏa thuận cuối cùng. Đội chủ sân Old Trafford đã gửi lời đề nghị chính thức đầu tiên tới Bayern cho trường hợp của Matthijs De Ligt với con số là 35 triệu bảng. Con số này được cho là gần với mức 50 triệu bảng mà phía cao thủ Bayern Munich yêu cầu. Bayern dự kiến sẽ chấp nhận lời đề nghị bởi họ không còn muốn giữ De Ligt nữa. Nếu MU thành công trong thương vụ mua De Ligt, họ sẽ thôi không theo đuổi trường hợp của Ben White đến từ Everton. Man United từng ưu tiên mua cầu thủ người Anh nhưng sớm rút lui vì Everton hét giá lên tới 70 cú bảng. Thậm chí cho dù Everton chấp nhận giảm giá, cũng khó có khả năng Quỷ Đỏ sẽ trở lại với Ben White bởi họ vẫn còn rất nhiều vị trí khác cho đội hình cần phải bổ sung, bao gồm vị trí tiền vệ trung tâm, tiền đạo cắm và vị trí hậu vệ cánh trái. Trước sức ép về luật công bằng tài chính của UEFA lẫn cả Premier League, chắc chắn đội chủ sân Old Trafford sẽ không thể vung tay quá chán trong mùa này. Xác định 8 đội mạnh nhất Copa. Sau Brazil và Colombia giành vé đi tiếp, vòng tứ kết Copa America đã chính thức xác định được đầy đủ 4 cặp đấu. 8 đội bóng cuối cùng có mặt ở vòng tứ kết Copa America 2024 bao gồm Argentina, Ecuador, Venezuela, Canada, Colombia, Panama, Uruguay và Brazil. Các cặp đấu dành cho vòng tứ kết đã được xác định. Đương kim vô địch Argentina sẽ đối đầu với Ecuador. Cặp đấu còn lại của nhánh này là Venezuela gặp Canada. Đây là một nhánh đấu được coi là dễ nên Argentina được kỳ vọng sẽ lại tiến đến trận chung kết mà không gặp quá nhiều khó khăn. Ở nhánh đấu còn lại, Brazil đụng ngay đối thủ gấu mèo đó chính là Uruguay ở tứ kết. Sở dĩ Brazil gặp thú dữ từ rất sớm là bởi họ chỉ về đích thứ hai ở bảng D sau khi để Colombia cầm hòa. Ở trận đấu còn lại, Colombia sẽ đối đầu với Panama, được cho là một đối thủ rất mềm đối với James Rodriguez và các đồng đội. Cách phân nhánh của Copa bị cho là không hợp lý. Theo đó, các đội nằm cùng bảng đấu có thể gặp lại nhau ở ngay vòng bán kết nếu cùng giành chiến thắng. Ví dụ nếu Brazil và Colombia cùng thắng ở tứ kết thì họ sẽ đụng nhau ở bán kết. Với cách phân nhánh hiện tại, hai ông lớn của bóng đá Nam Mỹ là Argentina và Brazil có thể đụng độ nhau ở trận chung kết. Tuy vậy, chặng đường của Brazil hứa hẹn rất chông gai khi họ đụng phải đội có phong độ tốt ở giải đấu lần này, đó là Uruguay ngay từ tứ kết. Các trận đấu ở vòng tứ kết Copa sẽ diễn ra vào các ngày 5, 6 và 7 tháng 7. Trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 tại sân rộng Hard Rock ở Florida. Rumani thu oan vì chiếc giày. Thủ thành Nita đã bị phân tâm khi một cổ động viên ném đôi giày xuống sân để rồi anh bất lực trong việc ngăn cản cầu thủ Malen của đội tuyển Hà Lan ghi bàn thứ 3. Phút bù giờ thứ 3, đội tuyển Hà Lan ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 trước Rumani. Malen đi bóng đột phá từ khu vực giữa sân vào thẳng vào cấm rồi sút tung lưới đối thủ. Trước khoảnh khắc tiền đạo của đội tuyển Hà Lan dứt điểm thì một cổ động viên đã ném đôi giày xuống sân hướng về vị trí của thủ thành Nita. Thủ môn bên phía Rumani đã không khỏi bị phân tâm trong tình huống này. Anh thậm chí đã phải đá một chiếc giày ra ngoài sân để tiếp tục thi đấu. Nhưng rồi anh đã không thể ngăn cản cú dứt điểm của Malen. Sau khi bị thủng lưới, thủ môn của Rumani cũng chút giận lên chiếc giày bị ném xuống sân.
Đây là bàn thắng thứ hai của cầu thủ đang thi đấu cho Borussia Dortmund trong trận. Trước đó thì anh đệm bóng cận thành thành công ở phút 83. Còn Cody Gakpo là tác giả của bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Hà Lan trong hiệp 1. Chiến thắng 3-0 trước Romania giúp Hà Lan ghi tên mình vào tứ kết Euro 2024. Họ sẽ chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ trong trận tứ kết tới. Cũng liên quan tới những vật thể lạ tại Euro, thì đêm ngày hôm qua, cựu tiền vệ của Manchester United là Marcel Sabitzer đã phải nằm sân sau khi bị một vật lạ nghi là đồng xu ném trúng mặt trong trận thua bất ngờ 1-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng 18 Euro 2024. Thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ tại Leipzig là nỗi thất vọng rất lớn với Áo khi họ không thể có lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết Euro. Đối với cá nhân Sabitzer, sự việc còn tồi tệ hơn khi anh liên tục bị ném những vật thể lạ trúng vào người trong suốt cả trận đấu, khiến anh ít nhiều bị mất tập trung. Và vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra khi một vật lạ nhỏ bay trúng mặt tiền vệ này khi đang chuẩn bị đá phạt góc, khiến anh thậm chí đã gã gục xuống sân. Một số cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ đã chạy tới chỗ Sabitzer để kiểm tra tình hình và yêu cầu đám đông dừng lại những hành vi quá khích của mình. Trong hiệp thi đấu thứ hai, các nhân viên an ninh đã phải liên tục dọn dẹp những chiếc cốc nhựa bị các cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ ném xuống sân. Đây chỉ là một trong số rất nhiều những sự cố liên quan đến hooligan tại Euro năm nay. UEFA đã phạt tổng cộng gần 1 triệu bảng vì các hành vi bạo lực của cổ động viên. Trước đó, cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tham gia vào một cuộc ẩu đả với cổ động viên Georgia trước trận đấu vòng bảng tại Borussia Dortmund. Hiệp hội bóng đá Scotland cũng đã bị phạt 7.640 bảng vì cổ động viên đã ném đồ vật xuống sân trong các trận đấu trước đó. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bước vào trận tứ kết đối đầu với Hà Lan vào thứ bảy tuần này. Hai bàn thắng của hậu vệ Damiran cùng pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Gundogan đã giúp đội bóng của Holivien Motela lần đầu tiên lọt vào tứ kết một giải đấu lớn sau 16 năm. Bàn thắng đầu tiên của Damiran chỉ sau một phút thi đấu cũng là bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử vòng 18 Euro. U16 Việt Nam gặp khó trước trận gặp Indo. Đội tuyển U16 Việt Nam của chúng ta đang gặp khó khăn về lực lượng khi gần nửa đội hình đá chính bị chấn thương sau trận bán kết với U16 Thái Lan. Tiết lộ về tình hình nhân sự trước thêm trận đấu tranh hạng 3 với đội chủ nhà Indonesia, huấn luyện viên Trần Minh Chiến cho biết khá nhiều cầu thủ của U16 Việt Nam đang bị chấn thương, nhưng đó là cơ hội để những cầu thủ khác, những cầu thủ dự bị được ra sân và hướng tới vòng loại U17 châu Á 2025. Sau trận đấu với U16 Thái Lan kết thúc, chúng tôi đã có trao đổi với bộ phận y tế và nhận thấy rằng tình hình sức khỏe của các cầu thủ rất đáng ngại. 4 trên tổng số 11 cầu thủ đá chính bị chấn thương, trong đó có một em chấn thương nhẹ. Ba luyện rất lo lắng trước trận tranh hạng 3 với U16 Indonesia. Chúng tôi không biết các em có kịp hồi phục để kịp tham dự trận đấu hay không. Dù vậy, huấn luyện viên Trần Minh Chiến cũng đã nhận định đây sẽ là cơ hội tốt để các cầu thủ dự bị có dịp thể hiện. Đôi khi trong bóng đá có những cái mình cần phải chấp nhận. Mặc dù U16 Việt Nam đang bị chấn thương gần nửa đội hình, nhưng đó đôi khi lại là may mắn cho những cầu thủ dự bị cũng như ban huấn luyện để tìm ra những cầu thủ thay thế cho các trụ cột. Vì thế, ban huấn luyện đang tính toán sẽ tạo điều kiện cho một số cầu thủ dự bị ra sân ở trận tranh hạng 3 này để hướng tới vòng loại U17 châu Á 2025. Hy vọng các cầu thủ đó sẽ nắm bắt cơ hội để thi đấu thật tốt. Với U16 Indonesia, thiên thời địa lợi nhân hòa họ có hết. Trước U16 Australia, U16 Indonesia không may bị thẻ đỏ quá sớm nên không thể vào chung kết. Sức mạnh của họ là một tập thể chưa đồng đều, có lợi thế sân nhà và những yếu tố khách quan nữa. U16 Indonesia chơi máu lửa, nhưng máu lửa đôi khi cũng dẫn đến thẻ phạt nhiều. Tuy nhiên, hàng thủ của họ cũng có những khoảng trống mà nếu U16 Việt Nam chơi đúng phong độ thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể có một trận đấu thành công. Trận tranh hạng 3 giữa U16 Việt Nam và U16 Indo diễn ra vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm nay 3 tháng 7 ở trên sân động Manahan, Indonesia. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVH Vlogs.